Ôi, à. Nó đập lâu quá mày ơi. Mày để ý là nhân vật tổng bảo hoàng đi sneaker Balenciaga, còn đâu anh em mình đi mấy đôi kiểu slip on trong... What are those? Ok, thằng bảo hoàng IL 9.0 dịch đây. Game rule nghĩa là luật chơi mày. Tôi đang ở đâu? Đây là một câu hỏi thường thấy. Đây là điểm bắt đầu của trò chơi. Bất cứ ai nhận được lời mời này thì đều sẽ bị đưa đến đây. Trò chơi đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị cho bạn sẽ bắt đầu. Lấy vũ khí, phá hủy những cái tượng bị nguyền. Phá đủ 8 cái tượng, bạn sẽ thắng. Thôi rồi, tao nhận ra là game này sẽ phá đến 7 tượng rồi em thua. Ok, từ điểm danh lại. Darling là đứa con gái, dòng thắng là ông già đang há mồm và bảo hoàng là da đen. Ok. Nó hàng đi. Mình đang ở trong một cái nơi như kiểu viện bảo tàng ấy. Nhưng mà thằng Darling nhìn đúng cái chỗ cao đúng không? Đánh mày đấy. Gì ấy? I got a bottle. Oh shit, I dropped the bottle. Thằng da đen kia đi đâu ơi? Tao có cái ghế bóng trời này. Check phòng bên trái. Ta sẽ chơi cùng mày. Nó là cầu thang xuống kìa. Để đi bên phải trước đi. Tại vì thằng Darling nó cầm gậy mày. Được. Tại sao mày cứ phải đi khom khom trông hèn vậy đấy? Để mày sẽ go mày. Ồ, có medkit này. Ngon. Nó là của tao. Ê, tao nghe tiếng gì? Ú. Cái tượng đầu tiên này, phá luôn. Phá luôn. Đập đấy. Một. Nhớ đập kìa. Mày nghĩ là đập xong rồi nó có gì kiểu xảy ra? Ê, có khi nó giống trong Devour ở kiểu đập. Ôi. Bắt được mày ơi. Mày bắt được mày ơi. Mày đứng dậy rồi. Ô, con đấy ở đâu ra ấy? Tại sao mày đập ba cái tượng nó không vỡ ấy? Nó có một cái thanh dài lắm. Dài lắm hả? Yeah, ê, như nó điên lên rồi tao ấy. Oh, nó sửa lại được đúng không? Đi ngoài đi. Đi đi. Sao bên phải? Chị ơi, con đấy nó ngồi cạnh mày. Tao vừa nhìn nó ra nó nhảy vào tao luôn. Tất cả không được nhìn nó. Đợi tí okay. Tao heal đã mày ơi, tao heal đã. Ôi! Heal được cho tin nữa. Sao nó ngoài à? Ôi, em mới move. Em ghé, em đi đâu rồi? Ê, tao nghe nó quay lại. Nó vẫy tay chào tao mày ơi. Mày ơi, nó vẫy tay chào tao mày ơi. Mày ơi, đừng nhìn nó mày ơi. À, tao nhìn nó rồi. Chờ tao đi đái cái phía tao quay lại. Con đi kìa, ế, nó đi về. Tao không nhìn mày. Mày béo. Mày nó cười mày ghê vận. Tao không nhìn nó rồi mà. Hay con đấy chỉ đơn giản là chạy thôi mày. Mày ơi, trong phòng mình. Đây, bọn tao nhìn dưới đất này. Phòng mình có gì? Nó trong phòng mình thật, nó vừa chạy. Tao chết rồi. What the fuck? Ơ sao tao bị mất chuột này? Tao bị mất chuột rồi. Nhốt con mèo vào. Ê, vừa nãy mình đi bên phải, bây giờ mình chỉ đi bên trái đi. Kiki, do you love me? Kiki. I want the fuck. Có con gì nó vừa trốn hướng kìa mà. Ê, không được gì nó, không được gì nó là cái con mà tao bảo ấy. Ê, mình sang phòng khác. Nhờ. Là kệ mẹ bơ đi mà sông. Ôi, nó ở trong đây. Ok. Giật hết cả mình. Chắc chắn nó không ở trong đây đâu nhỉ. Nhờ. Đúng không? Sao ấy, mày có gì vui đấy. Ôi, nó không ở trong đây. Mở cửa này không? Có vẻ... what the fuck? Nó là một căn phòng rộng hơn. Yo, what the fuck? Cho anh nhìn Cyberpunk ấy. Cho anh nhìn dùng cái game control ấy. Ok, vẫn chưa nhặt được cái vũ khí gì. Cái gói này. Từ giấy gì ấy, read đây. Nhưng tôi nhận ra là cái kết của tôi đang đến gần. Có tiếng chạy, cô ta có tiếng chạy, tới. Có tiếng chạy. Cô ta nhìn thấy tôi với đôi mắt. Cái bảo có tiếng chạy đứng đấy. Nó đuổi cho tao mày. Nó đuổi cho tao. Kệ con mẹ. Ê, con này đuổi dai quá mày ơi. I'm getting fuck out here bro, I'm hot. Vẫn nghe tiếng cười mày ạ. Ok, con đang chạy ngược lại lên chỗ chúng mày nhá. Tao đi làm việc của tao đây. Đi đi đi, chạy nhanh. Nó không chở dí theo tao cơ. Mày ơi. Ôi. Nó lại dí theo tao rồi.
gì không, có gì không, có gì. Đừng có đi ra đường này mấy bé. Ê, nó quay lại đây mày, chạy. Ok, nó bỏ đi rồi, con kia bỏ đi rồi. Và con này lại đứng lên. Ô, thế rốt cuộc là có là như nào? Tại sao lại có tận hai con đều đuổi mình? What the fuck, có thằng ở trong đây, đừng có vào. Bọn nó ở khắp mọi nơi mày ơi. Mình vẫn chưa tìm được cục nào để phá. Mình vẫn chưa tìm được cục nào để phá. Được. What the fuck are you doing here, bro? I was not supposed to look at her, bro. Mày chán xấu à? Bố mày gọi người xin chết cậu mày rồi. Ôi, đừng có nhìn con kia. Ok, chúng nó ở khắp mọi nơi ấy. Mình bị trap mày, cái con kia ở ngay ngoài cửa. Bye bye. Tại sao? Ôi, chú biết đâu. Con Hoàng ơi, cẩn thận. Đừng nhìn nó. À, con này là nhìn nó mày, con này là nhìn nó, con này là nhìn nó. Nó con mẹ cứ đến gần nó vẫn bắt tao ạ. À, nó dí tao, nó dí tao. Rồi, tuyệt, tuyệt rồi. Nó đến chỗ tao rồi. Chuẩn thưởng cho tao một cái mắt kín nữa được. Hello anh em. Ủa tao cũng đang nhìn nó mà. Sao nó vẫn đuổi? Một thằng nhìn thôi, nó sẽ target một thằng mày. Ok, tao lại gặp một con nữa. Oh shit. Yeah, 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 everywhere, man. Cái cười đâu ấy? Yeah. Quá yên tâm. Cúp. Rồi, tao đập cái tượng thứ hai đây. Tao đập tượng thứ ba đây. Tao đập tượng thứ tư đây. Tao nhớ một chỗ tượng như nãy con ma chạy đến chỗ đấy. Mày ỉa thôi. Và tao ỉa rất thơm. Tao đập được cái tượng thứ hai rồi. Hello anh trai. Còn bốn tượng nữa thôi. Ôi, Darling ơi, chạy thôi, chúng ta nên chạy thôi, Darling ơi. Tao nghe tiếng chân đang chạy đến đây. Hoặc nó ở trên này. Oh shit, mày nói đúng rồi, thằng ơi. Oh shit. Con này phải nhìn đúng không? Không, con này không phải nhìn. Không, con này nó phải nhìn đúng không? Đừng chạy được ngay luôn. Đó, hàng dọn này nào. Cái con cút. Just keep running. Ôi, cái nó được không, Hoàng ạ? I'm dead. Đóng cửa lại. Đóng. Còn một cái tường nữa nha. Nó chưa mới đốc rồi. Oh, Tom, come on man, I'm just sailing. I'm just on the hill, bro. Bro, come on. Đây. Come on. Đây rồi, ngon. Có khi là Darling gánh kìa. Đập nút đi, Darling ơi, cái con đang đuổi con bọn nó đang ở đây. Ơ, quy rồi. Quy rồi. Em đâu có gì gì, refund thôi. Mày đang dẫn ỉa ấy à? Con muội béo ấy. Thằng bảo vang trông mày như kiểu vừa đẻ 8 đứa con xong ấy, khổ vậy. Nhìn mày giống mấy con Karen mà. Mày chuẩn bị ra mày chửi tao vì tội tao quay phim mày đúng không? Tao muốn gặp quản lý. Ê, what the fuck, con gì kia? Ăn được không? Không. That's not good. Oh my. Ôi. Có 2 con được. Flat nó. Ôi mày, tao thích con ma này quá mày. Con này trông ngon nhỉ. Ê, con này ngon đấy. Cứu, anh bấm vào đây cứu em. Cố lên nhá. Nó quay lại với bọn mày đấy. Chúng ta sẽ đi xuống một cái hầm trông rất là an toàn này. Tao về con gì thế này? Đi chạy đi, đi ngược lại, đi ngược lại. Chạy. Đừng dẫm vào kính dưới đất. Tại sao có tiếng cửa mở? What the fuck? Ây, ôi trời. Tao thích cái kiểu góc hẹp này. Ờ, con ma ở đây mày. Ngon. Máu đâu? Con ma tìm với tao rồi. Oops, tao đứng yên mà. Như được cái con ma view cũng đẹp này, tao chấp nhận không sao hết. Nó lên đuổi theo thằng nào đó nhá. Con số 8 này. Con số 8 và cái hình giống như cái W nhá. Hello anh Đa Loan. Vâng. Loan cứu em, Đa Loan này. Oh, tao tìm một hình chữ P ngược rồi.
Nó là cái Draco ấy, nó là cái Draco ấy. Để tao gắn mấy cái đồ vào trước đây. Một cái. Quả trứng đâu? Quả trứng đây. Damn boy. Mình thiếu Crystal và Skull. Con ma ngon đang đuổi tao. Đây là ma ngon nhưng phải ma lum mày ơi. Có ba đứa này. Tao nhớ là tao thấy Crystal ở đâu đấy nhưng mà tao lại không nhớ nữa. Yeah. Rồi chúng mày có thể làm tao nhớ lại được. Cái gì cũng tuyệt, tất cả mọi thứ đều tuyệt, hiểu không? Cố lên nhá, tao đi mày cứ dụ con mai. Tao thấy đầu lâu rồi, Tại dụ đó tao mày làm gì là. Ôi. Tại sao tao cầm súng nó cứ kiểu gì ấy nhỉ? Tưởng một con ma. Chứ tài của này hơi bị kiểu quá đà ấy. Alo ma ngon này, đến đây ma ngon này. Đến đây bố bắn nát vú mày. Lỗi. Holy shit bro, you good. Ê mày đít là to á. Tao bắn một đít nó rồi. Thôi chạy về lột trong quốc. Cai tỉnh. Hi. Nó chết chưa? Cảm ơn. Yeah. Wow, nhìn ghê đấy. Nhìn nó vẻ hứa hẹn đấy. Ôi, từ từ trước mặt. Ui. Should we run? Run, Lonnie, run, run, run. Smells like assholes in here. What the? Nó nói gì cơ? Có mấy con thỏ liền. Bỏ quăng ấy. Oh my. Con này được ấy, Anh em đi, để tao ở lại cho cầm chân rồi. Anh em cố lên nhá. Từ từ, anh em mình cần phải tìm cái room mới đó. Ok, có một chữ, tao biết tả nào nhưng mà nó là một chữ nhất và một cái hình giống một thằng người đang bụng bầu. Chúng mày hiểu ý tao không? Chúng mày mở tab thì chúng mày hiểu tao đang tả gì. Tao nhặt được hai cái chìa khóa. Nhiều thỏ đen vết như Aris nó khó hơn khá khá. Và số 8. À đây lấy chữ T khai gạch kìa. Xuống đi. Ok. Đây được đi rồi mày. Oh fuck. Đúng đi được đấy. Oh shit. Mẹ bị bao vây à? Oh fuck. Fuck me. Tuyệt vời. Có quả trứng trong này. Đứng đi được này. Guys, I'm dead. Big Titty's Bunny are coming for me. Guys, I'm dead. Big Titty's Bunny, yeah. Tao vẫn sống. Tao vẫn bất tử. Sao chúng nó không di chuyển nữa rồi? Tao thấy phòng trừ tà rồi. Thế chắc là Phoenix ấy. Phoenix. Bam, boy. Bam, boys. What the fuck are the demons, bro? Chị em mình đi bắn con thỏ. Anh em đi với nhau, Ờ, nó chết rồi. Ê, có bắn được mấy con thỏ, tao phải bắt có một con thỏ về. Thỏ ơi. Tao nằm rồi, nó bắn nào ấy. Đây là map bệnh viện. Sao có con phù thủy ấy nhỉ? Wow. Keep your flashlight off if you don't want to get caught. You have a few seconds after she teleport. You better run if you're stuck in the corner. Tao nghe thấy con ma quanh đây thì vậy. Tao thấy một con vàng đó. Tao thấy phòng trừ tà rồi, Ô, tao bị teleport đi đâu ấy? Ý mày bị teleport đi đâu là sao? Tự nhiên tao đang ở chỗ nào ấy? Thôi mày bị ma bắt rồi. Có một con ngỗng trong phòng mày mày. Có ma nó ở tầng 1 đấy. Cái ma mày có vẻ kinh ấy. Ui dồi, khiếp. Cái căn phòng này có... Ê, có một căn phòng chúng có vẽ bậy rất là nhiều thứ lên. Ok, tao thấy một cái chữ nhất bụng bầu rồi. Với cả hình số 8. Tao nghe tiếng gì đấy? Nhất bụng bầu, nhì bụng bia. Hey. Sup. Oh shit, I don't like you. Tao giúp luôn rồi mà, con cái này. Bỏ đây đi. Ui. Holy shit, cái phòng này ghê quá. Symbol love. Tao bị thế này. Mày đến Brazil rồi. Thỉnh thoảng nó chọn một thằng để teleport đến Brazil ấy. Không, tao chỉ ấn nhầm thôi, con ma vẫn là xa. Có đầu đâu cho nhà anh em. Nó vừa teleport. Nó đang đi ở chỗ tao, nó teleport đi chỗ khác. Tao còn phân loại hết. Nó teleport thẳng mặt tao. Tao bị bắt rồi. Con mày ngon quá mày. Tao đang nằm rồi. À đây rồi, tìm thấy chữ T 2 chấm rồi. Tao bị teleport rồi. This is my favorite part bro. Ui. Đây à. Tao bắn trước. Một phát là vũ. Một phát là vũ. Vũ. Mày chết đi rồi, Hey, the boob thunder, bitch. Boob thunder, bitch. Sao có con vịt ở trong xe tao này? Ok, tao đang ở trong bunker với những người anh em của tao và có một thằng T-Po và...
Vâng, và anh Dài vừa ấn nhầm cái nốt. Giờ thì có tí thông tin nào về con ma nào không nhỉ? Những lần trước đều có thông tin mà. Điểm yếu của nó là gì? Nó nghe được hay không nghe được? Hay nó có điếc hay nó câm hay như nào? Thì đi xem xiếc. À đù, ê ê ê. Có cái này này, có cái quỷ quỷ. Alo, chúng mày bỏ tao lại à? Không, đúng rồi. Bỏ lại đâu. Hello. Anh Phan Hòn, anh Phan Hòn. Có hình... làm lòng điểm. Có hình rồi này, có hình ở đây này. Có hình... Rồi, trời ơi! Nó vừa hiện hình trước mặt tao mày ơi, tao chớ ăn đi à. Ôi, nó lại vừa xuất hiện đây rồi mày ơi, sợ quá. Ồ, nó lại xuất hiện. Nó là đen, con đen. Từ từ. Oh shit. Hình như con này tăng hình mày ạ. Ê. Có hai con thì phải mày, có hai con thì phải ấy. Có một con đen xì nữa. Ê, tao nghe tiếng nhá. Come on man, cái map này không cho mình tí thông tin nào à? Oh, holy fuck. Okay. Có một con thứ ba ở đây. What the fuck man? À đây. What the fuck man? Tự nhiên đi nhanh đi. Quay đây, quay đây bỏ. Alo, đằng sau lưng. À đây. Ủa mày đâu? Ôi vãi, mày vừa moonwalk Dali ơi. Okay. Mày con ngỗng rồi, cứu nó. Ôi con ngỗng, ngỗng rồi. Quay lại đây, đừng đi ngỗng rồi. Tao bận, tao đoán là con ngỗng rồi nhá. Quẹt quẹt. Bây giờ anh em gặp lại đó. Quẹt quẹt quẹt. Tao ghét mọi thứ trong trò. Tao ghét mày. Tuyệt. Tao sợ mày sợ. Tao nhớ là tao nhìn thấy cục vàng mà. Tao là cục vàng của mày nè. Mày cục vàng trôi nổi. Lên. Yo, lên đây ơi. Má bọn này. Grab nó có tăng hình nhỉ? Grab chết rồi. Bật phát đi rồi. Rồi. Em giật mình. Hello mấy anh em. Giờ sao mấy con này nó đứng đây rồi à? Mẹ mày. Bây giờ những gì sẽ xảy ra trong cái game này là bọn tôi vào bắt ma này, xong rồi Remind đã chết. Tại vì Remind liên tục cố mở cái cửa không được, trong khi Remind biết thừa là cái cửa là khi ma đang săn là không mở được này. Xong Remind liên tục bật bộ đàm lên. Ủa, không mở được cửa vậy? Ủa. Khi đôi môi em còn đo mỏng. Where are you? Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Give a sign. Are you here? Ây dài dài. Nancy Ramirez. So... Oh my. Cảm ơn bạn đã chỉ mình chơi game. Cái game này mình đéo biết chơi. À, lại map chạy thương điên à? Á đùa chị Mai á. Chị Mai chơi gì vô đó ngữ hết nha này. Con ma tên là Michael Anderson. À được rồi. Uầy, cái chạy thương điên này đẹp thế nhờ. Chắc chắn là không có ma quỷ gì đây đâu. Ờ, dễ gì có ma quỷ trong đây. Đây toàn là người lành. Tiếng quỷ đây, tiếng 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 tiếng. Ok nhá, đầu tiên là mình sẽ đưa các bạn đi tham quan quả tour nhà ma trị giá 500 triệu một đêm. Và ngay bên trái phòng ta đây chính là phòng thờ. Đây là phòng nhà thờ, các bạn có thể thấy là ngay từ ban đầu của chúng ta có bộ bài tarot ở đây. Bộ bài tarot này rất là hay. Mời Hồng Phát rút lá đầu tiên ạ. Mời Hồng Phát rút lá đầu tiên ạ. Wheel of Fortune. Cũng được. Ok, xin phép Phan Hoàng rút lá tiếp theo ạ. Chạy đi, chạy đi. Cái gì? Fuck. Cái đi còn. Vãi. Ôi chết. Ủa ai cười vui vậy? Oh, nó ôm cổ rồi kìa. Tao phải rút phải lá xanh. Xin phép Remind được rút lá tiếp theo ạ. Em mời Remind ạ. Ok ok. Mời Remind ạ. The Sun. Ui, The Fool. Là gì ạ? The Moon. Ok. Thật The Fool rồi. Phan Hoàng xin phép được rút lá tiếp theo ạ. Có khi đang xăng ông nhỉ? Remind rút đây. Gì vậy? Đợt đi. Chạy đi. Chạy đi ra đây. Phát chết rồi, yeah, phát chết rồi, người ơi. Phát cổng sống, Remind chết rồi. Ê, chụp đít rồi. Hello, Remind. Remind bố em đi. Thế đây phòng con ma luôn phát ạ. Tại vì nãy giờ nó xuất hiện ở đây ngay lập tức luôn. Đây chỉ có thể ở đây ở phòng con ma thôi. Thế thì tìm thông tin thôi. Ôi, có freezing time này. Phát nhìn thấy ông thấy hơi thở mình bị lạnh lạnh không? Đấy. Thấy. Thấy con ma này khá là chậm. Nó sang từ cái lá bài đó. Con này
nãy nó... bỏ bài ra nó dí theo đúng. Ê, hình như nó vừa thổi nến, Michael Anderson, give us a sign, can you write code? Sao đấy? Sao? Ơ, sao nó lại thổi nến tiếp rồi? Ông thích hàng mình nè. Nó thổi hết nến rồi. Ở cái cuốn sách này. Con này không trả là spirit box thì bây giờ cứ coi như là loại spirit box đi đi. À, coi như là loại spirit box. Phát đây Trường, phát đây. Phát thích đi. Nó nói gì? Ồ, oh, đây viết trên giấy này. Đúng rồi. Gì đi căn phòng khác không? Đi chơi đây. Con ma chỉ có thể là... Ui dồi ôi, phát đâu ơi. Đây là đầu tiên. Hôm qua mới đâu ăn mà. Rồi phát ơi. Ngon. Yêu. Lùm được miếng thịt đó đâu phải quay. Con cuộc xà phòng ở đây này, đéo hiểu. À, để gửi thịt đó mà. Mọi người thấy tiếng cười của con ma vào đấy không? Ô, oh, xương này. Có camera ở đấy không? Đấy đi. Đéo lấy được. Không. Ờ, nghe được rồi nè. Có đèn UV, có đèn đèn đấy không? Đèn ở đây. Có. Đây. Hay không? Hey. Mọi người nói trong đây bao nhiêu ngày mà nó gạch vãi luôn không vậy? Ừ, đây hơi nhiều, chắc là ở đây chắc cũng phải mấy trăm năm. Nhưng không phải nó săn phải ngu vãi luôn. Ngọ. Ok, cái không gian ở đây đang làm tôi hơi bị khó chịu ấy. Mình đi lên tầng, mình xử lý tiếp cái vấn đề đi. Ủa, hồi nãy mình nhặt mẫu xương rồi đúng không? Nó nằm trong inventory nhỉ? Mà nhìn chật của tao yếu thì tao mới chạy có 3 bước cái nó thở vậy. Cái máy này, máy gì máy rồi! Bình tĩnh rồi mà. Hey, chill. Hey. Nó mới thổi vô đít mình phải không? Aquas. Nó đóng cửa mình kìa phải không? Tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Sao đây. Tắt đèn đi. Ok, ra ngoài. Nó vừa săn tí đến chỗ mình ấy phát đây. Nó vừa săn rất là sát ấy. Nó vừa săn mình nhưng mình lại không nghe thấy tiếng nó săn ở cái phòng mà mình tưởng. Thì chứng tỏ là nó không ở trong phòng đấy. Tại vì như này, nếu như con ma mà ở trong cái phòng đấy thì nó phải tạo ra tiếng. Phát để ông lúc cái cửa đóng phát ấy, là nó phải tạo ra tiếng luôn. Nhưng mà anh em mình im lặng quá, mai đâu nghe cái gì cả. Thì chứng tỏ nó săn ở một khu vực khác. Loại ma nào mà lại có thể tạo hiệu ứng ở phòng này nhưng lại có lại đi săn ở phòng khác. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có mỗi ghostwriting với freezing time thì đi mình. Tôi nghĩ con này là shade, các bạn. Revenant thì không phải, Revenant thì con này không thấy có. Con này chạy không nhanh. Nó freezing time trong nhà thờ, nó ghi chữ trong nhà thờ. Nhìn nghĩ đi Phan Hoàng, mình cứ dùng tài suy luận của mày ấy, Phan Hoàng, nghĩ đi. Bây giờ tôi đéo rồi, tôi vào là trong đấy thôi, mẹ chồng ấy sợ quá. Rồi chốt đi, chết đi. Chắc là à, không, bình tĩnh. Chết đi. Bây giờ lại quay về vấn đề cũ là lúc nó đi săn bọn tôi với thằng Phát là tôi đéo nghe tiếng nó xong săn trong cái phòng đấy. Mãi tít về sau mà tôi nghe tiếng bước chân nó lên trên phòng, nó lên trên tầng. Tại vì nếu như mà là tụi Chết á là mình mở gần nó thì nó sẽ dừng hết mấy hoạt động mà ngoại cảm của nó lại. Ờ, nếu Chết mà nhiều thằng trong phòng mà nó sẽ không làm cái gì cả. Mà rồi. Chốt Moroi. Rồi, tôi sẽ chọn Moroi. Bạn chọn Moroi không? Tôi chọn Shit. Ok. Shit Moroi hoặc Mimic nha các bạn nhá. Shit Moroi Mimic. Khác loại ấy là tôi tự xẻo đi tôi. Trời. Khác ba trong một trong tôi khác ba con đấy tôi tự xẻo đi tôi. Tôi chọn con gì nhỉ? Quên mẹ tôi phải chọn Shit đúng không? Shit. Thì là Shit đúng không? Shit. Anh Hoàng láo to. Ê các bạn này, không đùa đâu, nó hưng hư, game đang hơi ghê. Mày là một người đàn ông. Mày không phải là một người đàn ông. Mày là một con bị Phân Hoàng. Man up bro, just a game bro. What the hell? Just a game bro. Nó không thể làm hại mày Phan Hoàng ạ. Mày sẽ đi ngủ đêm nay với một giấc ngủ ngon nhất cuộc đời của mày. Sáng mai mày sẽ dậy ăn sáng ở quán phở với một bát phở tái trứng trần đầy đủ. Ok. Không Phan Hoàng ạ, nghỉ con mẹ mày đi. Đêm nay mày sẽ không ngủ và sáng mai mày sẽ ngủ đến trưa. Ok. Tôi còn phải cúi xuống kiểu tôi sợ nó nắm vào tóc. Nó giật con mẹ tóc của tôi là phải mua dầu bưởi để tôi dùng ấy. Anh làm em sợ quá. Thể mẹ tôi còn chở bỏ mẹ em. Vậy nhân viên ơi. Thằng vẽ xấu ấy, lòng đen à? Làm ơn đừng có cái gì dọa tôi ở cái hành lang.
Ôi mọi người ơi, có mọi người có thấy buồn ngủ không? Tôi cảm thấy buồn ngủ thế nhở, các bạn đợi tôi tí tôi đi đái cái. Uầy. Anh em ơi, tôi hỏi ngu một tí nhá. Bây giờ tôi dùng băng vệ sinh thì tác dụng nó có giống như cái bỉ mông của tôi mà biết được không? Tôi dùng luôn cho. Hello em yêu, em gái, em gái mập rụp. Ôi trời ơi. Anh nhìn mày đó anh chó. Wow, chúng mày vui ghê luôn đấy. Yeah, yeah, I get it. Ăn đủ basement vũ. Tao có thắt lưng ở đây và tao không ngại sử dụng nó lên cổ tao nhá, đừng có lại gần tao. Phan Hoàng bình tĩnh, mày đã phá đảo thân chúng. Mày đã phá đảo game này bản trước một mình. Ồ, nó chỉ có loa bên trong và rất nhiều con cổ bông thôi. Cái thằng nào mà xây được cái khu này nó cũng rảnh, kiểu nó bị rảnh, nó kiểu bị thừa tiền đấy. Come on man. Ờ. Tôi đoán nhé, lúc tôi leo lên trên có gì đó sẽ vô vào cái đít bé bỏng của tôi đúng không? Ok, cái tủ biến mất rồi. Các bạn tôi đi đái phát nữa rồi đi, phải đéo hồn. Ê, chúng mình hãy nhìn vào một cái phương hướng thật là trừu tượng hơn đi. Là cái việc nó băng bó ở tim này là để thể hiện cho nhân vật chính của chúng ta ấy, đang bị tổn thương con tim sâu sắc ấy. Mọi người hiểu ý tôi không? Kiểu thế, kiểu mình hãy nhìn vào ý nghĩa trừu tượng của những cái tựa game và những cái giá trị mang lại là nó đang phản ánh lại gì. Đó là sự bạo lực học đường, đó là sự vô tâm của giới trẻ ngày nay đối với những con người cùng lứa tuổi. Các bạn hiểu không? Cho nên là mình không có gì phải sợ cả, những thứ mang ý nghĩa nghệ thuật đều là những thứ tốt đẹp. Ok, cái phòng này nó vẫn vậy, nó nhiều hình vẽ hơn rồi, và hình vẽ thậm chí nó thay đổi đi một tí. Không sao cả, tất cả bình tĩnh. Ok, bức tranh. Cảm ơn cái mông của Hiếu, what the fuck. Nó là mô phỏng lại ngày xưa Rose bị bắt nạt à? Vì sao thế? Anh mời giấy tờ bưng bò Huế. Em nhỏi em ăn bò nè. Cho ca là tê đào. Vì sao thế? Tác giả đã ngụ ý nghệ thuật rằng những con tim bị đau, bị tổn thương sẽ luôn luôn đứng trước cửa, một cánh cửa hy vọng mang lại nhiều cảm xúc cho con người đầy những nỗi đau và đầy những thử thách. Khi mà con người họ đang phải quay lưng lại với những quá khứ đang làm đau khổ họ, ví dụ như bị treo lên trên cột, bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, họ sẽ quay lưng lại và họ sẽ nhìn ra trước cửa đầy hy vọng đằng kia với con tim đã được băng bó. Đấy, chúng ta hãy nhìn vào những mặt tốt của cuộc đời là như vậy, chúng mình không nên quá là căng thẳng. Đây chỉ là game, nó không thể làm đau chúng ta, ok. Đây là con duy nhất đúng không? Come on man, đây là con duy nhất rồi đúng không? Tôi cần biết được cái điều tiếp theo mình đi liệu có an toàn hay không để mà thực sự bị nhìn vào đó. Kiểu I am I'm fast as fuck boy. I am speed. I am speed. I am. Oh fuck! I am not speed. I am. I am speed. I am speed. Chúng ta an toàn không đây chưa? Jesus Christ. Nếu như đít nó mà to một tí, đảm bảo con này không bao giờ nó di chuyển luôn, hứa các bạn. Ôi giời. Cảm ơn các bạn ngủ hiểu nhá. I am speed. Hello. Hey ya. Run like a wind. Oh my god, what the fuck? Run like a wind, Phan Hoàng.
Hãy nói với tôi là đây tất cả đi. Run. Oh fuck me man, I am dead man. Trong giờ học ấy, các bạn bóc tờ giấy kiểm tra ra xong mày đều trong lớp kìa. I am speed. Tôi lên nhanh. Ok, ok, ok. What the fuck, nguyên cái hạm đội đã đi săn tôi rồi các bạn ơi, bọn này còn tệ hơn ở bọn nó canh vào đấy. Mày là con chó và tao là con người. Mình mới giúp nó được không? Kiểu tất cả trốn cạnh cửa ấy, nó đập cửa phát tôi chạy qua luôn ấy. Kiểu thế được không nhỉ? Nó không hoạt động gì.